đưa đến tất cả các giới trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định dùng thử chất ma túy và đang dùng chất ma túy thì nên từ bỏ ngay bây giờ để khỏi phải làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Vụ việc ca sĩ Chi Dân bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi sử dụng chất cấm đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày qua. Tin tức bất ngờ này đã khiến hình ảnh của nam ca sĩ sinh năm 1989, vốn rất được yêu mến, bỗng chốc trở nên xôn xao. Trước làn sóng tranh cãi và tò mò của công chúng, mọi thông tin liên quan đến Chi Dân đều trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nguyễn Trung Hiếu, hay còn được biết đến với nghệ danh Chi Dân, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Bước chân vào làng nhạc Việt, anh khẳng định được tài năng của mình và trở thành một trong những cái tên được yêu thích nhất. Ca khúc Mất Trí Nhớ ra mắt năm 2013 không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Chi Dân mà còn đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Thành công của bài hát này đã mở ra cánh cửa cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nam ca sĩ như Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé. Với giọng hát truyền cảm và những ca khúc ballad ngọt ngào, Chi Dân đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả và sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo. Và chắc chắn ai là fan của những bản ballad ngọt ngào, sâu lắng thì hẳn không thể quên giai điệu 1234 sôi động của Chi Dân ra mắt năm 2017. Khi mà các nền tảng video ngắn chưa thực sự bùng nổ, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc phủ sóng khắp các mạng xã hội. Từ những đoạn clip cover, những bản remix sáng tạo cho đến những trend nhảy theo, 1234 đều để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Với hơn 54 triệu lượt xem trên YouTube, MV ca khúc này không chỉ chứng minh sức hút của Chi Dân mà còn khẳng định vị thế của anh trong làng nhạc Việt. Với giọng hát ấm áp và khả năng sáng tác đa dạng, Chi Dân nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được yêu thích nhất trong làng nhạc Việt. Ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao do chính anh sáng tác không chỉ là một bản hit lớn mà còn là một bước đệm quan trọng đưa tên tuổi của Chi Dân đến gần hơn với công chúng. Sự ghi nhận của khán giả đã được minh chứng qua giải thưởng Mai Vàng danh giá mà anh đạt được vào năm 2017. Bên cạnh đó, việc được đề cử tại lễ trao giải Mama cũng cho thấy tài năng của Chi Dân đã được quốc tế công nhận. Với những bản hit liên tiếp ra mắt, Chi Dân nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trong showbiz Việt. Sự nghiệp của Chi Dân từng đạt đến đỉnh cao khi anh được so sánh với Sơn Tùng MTP, một trong những ngôi sao hàng đầu V-pop. Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, Chi Dân thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ chính cha mẹ mình. Tuy nhiên, chứng kiến những vất vả mà bố mẹ phải trải qua trên con đường nghệ thuật, gia đình không mấy ủng hộ quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát của anh. Dù vậy, với niềm đam mê cháy bỏng, Chi Dân vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, bất chấp những khó khăn và sự phản đối từ gia đình. Những ngày đầu bước chân vào showbiz, Chi Dân đã gặp phải không ít khó khăn. Anh phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và xây dựng hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Chi Dân đã dần khẳng định được tên tuổi của mình. Trước khi vướng vào những ồn ào đáng tiếc, Chi Dân luôn được công chúng yêu mến bởi ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc. Với hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh đã khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc Việt. Thành công trong sự nghiệp cũng mang đến cho Chi Dân một cuộc sống đầy đủ. Nam ca sĩ sở hữu một căn hộ sang trọng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tậu cho Porsche Macan trị giá hơn 3 tỷ đồng. Những thành quả này là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Chi Dân. Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Chi Dân được biết đến là một trong những nghệ sĩ có gu thẩm mỹ tinh tế, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ và thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch xa hoa. Những chiếc siêu xe đắt tiền, những thương hiệu thời trang cao cấp và những chuyến bay hạng thương gia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Chi Dân. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Chi Dân còn được biết đến với sự đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, cuộc sống của Chi Dân là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nghiệp thành công và phong cách sống sang trọng. Những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới không chỉ là cơ hội để anh thư giãn mà còn là dịp để anh thể hiện gu thời trang đẳng cấp với những bộ cánh đến từ các thương hiệu danh tiếng. Từ những bộ suit lịch lãm khi tham dự các sự kiện đến những bộ đồ thể thao năng động khi đi du lịch, Chi Dân luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình. Những bức ảnh của anh trên rất nhiều phương tiện truyền thông đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Anh sống trong một căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn rộng mở và thoáng đãng. Không gian sống được anh chăm chút tỉ mỉ, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế và cá tính riêng. Đặc biệt, bên trong căn hộ, anh đã đầu tư một phòng thu âm hiện đại, phục vụ đam mê và công việc sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp. Những năm gần đây, cuộc đời của Chi Dân phải trải qua nhiều biến cố lớn. Cú sốc mất mẹ vào năm 2021 đã để lại trong anh nỗi đau khôn nguôi.
nam ca sĩ từng chia sẻ rằng sự ra đi đột ngột của mẹ khiến anh suy sụp tinh thần và thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời. Những mất mát trong cuộc sống đã để lại trong Chi Dân những vết thương lòng sâu sắc. Sự ra đi của người thân yêu đã khiến anh rơi vào trạng thái chán nản, mất đi động lực và niềm tin vào cuộc sống. Bên cạnh đó, những đổ vỡ trong chuyện tình cảm càng khiến anh thêm đau khổ và lạc lõng. Chính những biến cố này đã khiến anh cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của khán giả. Những biến cố ngoài ý muốn đã khiến sự nghiệp của Chi Dân gặp phải những khó khăn. Các sản phẩm âm nhạc sau đó không còn tạo được tiếng vang như trước và anh cũng dần rút lui khỏi những hoạt động showbiz sôi động. Thay vào đó, Chi Dân chọn cách chia sẻ cuộc sống đời thường một cách kín đáo hơn, chủ yếu thông qua những đoạn video ngắn trên TikTok. Đầu tháng 4 năm 2023, Chi Dân vướng vào nghi vấn sử dụng chất cấm. Sau đó, Chi Dân livestream khóc và xin lỗi khán giả và hứa thay đổi. Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi trong thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ, từng yêu thương tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, Chi Dân đã sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho Chi Dân. Một lần nữa cho phép Chi Dân xin lỗi, Chi Dân nghẹn ngào chia sẻ, anh mong được các fan thông cảm, bỏ qua, cho mình cơ hội cống hiến cho âm nhạc. Sau những ồn ào, Chi Dân chọn cách sống khép mình hơn, ít xuất hiện trước công chúng. Trang cá nhân của anh cũng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Chỉ thỉnh thoảng khán giả mới bắt gặp hình ảnh của anh trong những sự kiện nhỏ, như lần hiếm hoi xuất hiện tại đám cưới của diễn viên Anh Đức vào tháng 9 năm 2024. Trong lần lộ diện này, Chi Dân trông khá tươi tắn và điển trai, khiến nhiều người bất ngờ. Tin vui về sản phẩm âm nhạc mới của Chi Dân đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhiều người mong chờ được thấy anh một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu. Thậm chí đầu tháng 11, Chi Dân còn đăng tải những hình ảnh đầy năng lượng tại một sự kiện. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 11 vừa qua đã khiến hình tượng của Chi Dân sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng. Việc liên tiếp vướng vào những scandal liên quan tới chất cấm đã khiến khán giả vô cùng thất vọng và phẫn nộ. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trẻ từng được yêu mến nhưng giờ đây đã đánh mất tất cả. Scandal liên quan tới chất cấm đã khiến tên tuổi của Chi Dân trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong những ngày qua. Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ mà còn tác động lớn đến sự nghiệp âm nhạc của anh. Dù đã có những nỗ lực để vực dậy sự nghiệp, nhưng những dư âm của scandal vẫn còn đeo bám khiến con đường trở lại của Chi Dân đi vào ngõ cụt. Hình ảnh một Chi Dân tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết từng in sâu trong lòng khán giả. Anh không chỉ là một ca sĩ mà còn là một thần tượng của giới trẻ. Thế nhưng, những scandal gần đây đã khiến hình tượng ấy sụp đổ hoàn toàn. Việc liên tục vướng vào những lùm xùm đã khiến khán giả không khỏi thất vọng và phẫn nộ. Sự việc này không chỉ gây tổn thương cho những người hâm mộ mà còn tác động tiêu cực tới giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã từng lấy Chi Dân làm hình mẫu để noi theo, nhưng giờ đây họ cảm thấy rất thất vọng và hoang mang. Đây là một bài học đắt giá cho cả nghệ sĩ và người hâm mộ. Người nổi tiếng không chỉ có quyền lực và ảnh hưởng mà còn mang trên mình trách nhiệm lớn lao đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Những hành động của họ có thể tác động sâu sắc đến suy nghĩ và hành vi của người khác.